nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu pháp không quên mất mà chẳng thấy có sở tu pháp không quên mất lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu pháp không quên mất nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu tánh luôn luôn xà mà chẳng thấy có sở tu tánh luôn luôn xả lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu tánh luôn luôn xả nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu trí nhất thiết mà chẳng thấy có sở tu trí nhất thiết lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu trí nhất thiết nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, mà chẳng thấy có sở tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy đại Bồ Tát tuy tu tất cả pháp môn Đà La ni mà chẳng thấy có sở tu tất cả pháp môn Đà La ni lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu tất cả pháp môn Đà La ni. Nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì khi ấy đại Bồ Tát tuy tu tất cả pháp môn Tam Ma địa mà chẳng thấy có sở tu tất cả pháp môn Tam Ma địa lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu tất cả pháp môn tam ma địa nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu tất cả hạnh đại bồ tát mà chẳng thấy có sở tu tất cả hạnh đại bồ tát lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu tất cả hạnh đại bồ tát nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật mà chẳng thấy có sở tu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thiện hiện nên biết các đại bồ tát đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sỏ đắc nhưng vì phương tiện nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì khi ấy ác ma rất lo buồn đau đớn như chúng tên độc thí như có người mới chôn cha mẹ rất đau khổ ác ma bấy giờ thấy các đại bồ tát đối với tất cả pháp lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế nên rất lo buồn đau khổ như chúng tên độc cũng lại như vậy